Các bạn ơi, các bạn ơi, con ếch của mình không biết là sao nó lại nhảy xuống cát, nó chui vào đây. Hay là nó chui vào đây để nó làm ổ đẻ nhỉ các bạn nhỉ? Lạ chưa? Đây các bạn nhìn đi. Hi, mình xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì tự nhiên mình lại nhớ lại cái tuổi thơ dữ dội của mình. Thì mình nhớ hồi bé mình hay nuôi các cái loại côn trùng, con vật ấy. Thì hôm nay thì mình sẽ lấy ra ý tưởng là mình sẽ đi tìm và bắt nuôi một ít bọ ngựa ấy các bạn nhé. Thường thì bọ ngựa nó hay đậu ở trên cây ấy các bạn ơi. Đây mình đang lần xem có con bọ ngựa nào nó đậu ở trên các cái cây ở vườn của mình không nhá. Cây này không có. Ok. Xem cây này nè. Ủa các bạn ơi. Hình như có một em bọ ngựa ở đây các bạn ơi. Em đang đậu ở trên cây này. Đây. Rồi rồi rồi, ok ok. Mình sẽ nuôi em nó. Hồi bé mình nuôi mấy em này rất là thích. Mình nuôi lớn xong mình thả các bạn ạ. Đây. Xem em đấy có hung dữ không nhá. Ê, em bò nhanh lắm các bạn ơi. Bò nhanh chứ. Ok, đây rồi. Một em. Em này vẫn rất là nhỏ nhá các bạn nhá. Chưa biết bay các bạn ạ. Thì không hay không. Được rồi, ok, anh sẽ cho mày vào trong lọ để anh nuôi nhá. Lớn lên rồi anh sẽ thả mày ra. Xem cái này có con nào nữa không. Ê, các bạn nhìn đấy này. Nào nhà mình ra hoa xong mình để cho nó ra quả luôn đấy các bạn ạ. Quả nó đang to. Năm nào mình cũng để luôn. Vẫn chưa chín, chưa được ăn các bạn ạ. Cái này không có các bạn ạ. Cái này tán thưa này càng không có rồi. Cây đào bên này thì mình không để quả các bạn nhé. Ok. Xem cây hồng, các bạn nhìn cây hồng mình có đẹp không. Thì nó đang ra lứa hoa này là lứa thứ mấy rồi. Sắp tàn rồi các bạn ạ. Ui các bạn ơi. Ý. Bên kia này còn có con bọ ngựa to hơn các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy không nhở. Đấy. Ý dạ. Ý. Ok, mình sẽ bắt mình nuôi luôn. Đây, các bạn nhìn thấy rõ không? Đấy. Mấy cái em bọ ngựa này lớn lên cái hai cái càng của em ấy này. Em ấy mổ đau cực luôn đấy các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy hai cái càng của em ấy chưa? Đấy, hai cái càng này. Như hai cái kiếm luôn, lớn lên mổ đau lắm. Nhưng mà bây giờ bé mình cầm vào tay này vẫn bình thường không đau. Đấy, gió thổi bị bay. Ok, bây giờ mình sẽ cho vào Âu nhá. Ê, xuống Âu đi ạ. Ôi giời. Đấy đấy. Nhìn này, cái em thứ hai này xem trường hung dữ hơn này. Mình ấy tay một cái này giơ tay ra đòi bổ luôn này. Đấy đấy. Đấy đấy. Buồn cười. Các bạn nhìn thấy ghê không? Nhìn này. Các bạn nhìn này. Đấy. Chơi em này buồn cười này. Ok thôi anh sẽ cho em vào đây nhá, xong bắt đầu là anh sẽ chăm sóc. Xong mình sẽ quay tỉ mỉ cho các bạn xem cách chăm sóc cái con bọ ngựa đấy các bạn nhé. Ủa, phi lên tay mình luôn. Ý da. Bò lên người mình luôn này. Bò xuống nhé. Ok, mình sẽ cho tặng mấy cái lá vào đây nhá. Mấy cái lá với cả cái cây vào để cho em nó đậu nhá. Xuống các bạn. Ok. Thế là được hai em rồi. Ủa. Bây giờ mình sẽ đi cho cái em trà màu của mình ăn nhé các bạn nhé. Đây các bạn ơi, đấy em chim này mình đã cứu em đấy và mình đang chăm sóc em đấy. Hôm nay mình cho em ấy ăn sâu nhé các bạn nhé. Một ngày chắc mình chỉ cho em ấy ăn khoảng 2 con sâu, mình không dám cho ăn nhiều. Không biết theo ý kiến các bạn là nên cho ăn nhiều không, mình cũng chưa dám cho ăn cám các bạn ạ. Đây, đấy em ấy đói rồi các bạn ơi. Đây, con sâu to, cho ăn một con sâu to. Đấy, chim mẹ của cái em này vẫn gọi đấy các bạn ạ. Bao giờ em ấy biết bay thì mình sẽ cho em ấy thả em đấy về với mẹ em ấy nhá. Há to ra em ơi.
ấy đấy. Nuốt rất ác các bạn ạ. Mình chỉ cho ăn bữa sáng bữa tối, mỗi bữa cho ăn một con sâu. Anh mình bảo là phải cho ăn thêm cám, nhưng mình cũng đang xem có thể mình sẽ mua thêm trứng gà trộn với cám cho em ấy ăn cho em chóng lớn. À không biết là trào màu bông này còn phải cho ăn thêm cái gì không, các bạn nào mà biết cách chăm sóc thì chia sẻ cho mình biết nhé. Ấy mình huýt sáo cái là em ấy há miệng ngay. Được rồi, ăn một em một con sâu đấy thôi nhá. Ok được rồi, lại vào chuồng nghỉ ngơi nhá, bây giờ đói anh lại cho ăn đấy. Ăn xong cái nằm im các bạn đấy. Mình sẽ treo tạm em đấy ở khu gốc cây cho mát các bạn ạ. Các bạn ơi, mình vừa đi sang hông nhà mình thì tự nhiên mình phát hiện ra một con vật lạ luôn đấy. Mình cũng không rõ nó tên là con gì luôn, nhưng mà mình đoán biết được là nó là thuộc họ cánh cứng rồi đấy các bạn ạ. Đấy nhìn, tại vì nhìn cái vỏ nó cứng mà đấy. Ấy, 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 ấy. Không biết bạn nào biết tên khoa học của nó là gì thì các bạn hãy bình luận cho mình biết với nhá. Đấy các bạn nhìn này, đấy nó đang bò này. Không biết là có nên bắt nó để nuôi thử không các bạn nhỉ? Không biết loại này nó ăn cái gì cơ, hay là mình bắt nó để nuôi làm thú cưng cho vui các bạn nhỉ? Dạ, nó bò trông ghê không. Mình nói xong nó lại đứng lại luôn các bạn ạ. Quay gần thì xem cái mồm của nó nhá, các bạn nhìn rõ không? Có khi mình bắt để nuôi làm thú cưng các bạn nhé. Nó đi nhanh quá. Các bạn ơi, mình đã biến cái bể cá bình thường của mình thành bể cá thủy sinh rồi các bạn. Ý, mình thả rong đuôi chó vào. Rong đuôi chó và hiện tại thì còn mỗi con cá bình tích ở bên trong này thôi các bạn. Hôm trước thì mình có thả cá bống, mà cá bống không biết nó chúi ở đâu rồi. Còn bên này vẫn là lơi lui ếch của mình. Ơ các bạn ơi, ui con ếch của mình nó chạy ở đâu rồi ấy nhở? Ui sao rồi, hôm qua mưa to hay là nó chạy đi đâu mất rồi ấy nhở? Phải đi lần nó thôi. Không biết nó có nhảy xuống dưới này không nữa cơ. Cái gì cơ? Các bạn ơi, con ếch của mình không biết là sao nó lại nhảy xuống cát, nó chui vào đây. Hay là nó chui vào đây để nó làm ổ đẻ nhỉ các bạn nhỉ? Lạ chưa? Đây các bạn nhìn thấy chưa? Con ếch này của mình ít nhất cũng phải được 25 tuổi rồi đấy các bạn ạ. Anh cứ tưởng mày chạy đi đâu, anh tưởng mất cơ. Ui trời ơi. Thôi nó làm ổ ở đây rồi, mình cứ để nó làm ổ ở đây luôn các bạn nhé. Nhớ đâu nó làm ổ xong nó đẻ thì sao nhỉ? Tạm thời sẽ để em nó ở đây các bạn nhé, làm ổ luôn này, em ấy rũi cát ra làm ổ.